xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với video chia sẻ tiếp theo mình đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tắt những cái quảng cáo nó cứ hiện ở trên cái điện thoại android của chúng ta như này nha mọi người nhé nắm lúc nó rất chi là khó chịu ví dụ như là có rất nhiều quảng cáo ấy vừa như vừa mình đi tắt đi rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn một cái quảng cáo nữa thì mình quay lại và hướng dẫn cho mọi người là cách để tắt cái quảng cáo nó hiện lên như này khiến cái điện thoại của chúng ta nó rất chi là chậm nha mọi người nhé ví dụ như mỗi một lần nó hiện quảng cáo lên đấy, thì cái điện thoại của chúng ta là nó kiểu kiểu bị treo, treo đơ đơ đấy mọi người Okay, mình mình tắt đi này đấy, tắt đi cũng rất chi là khó nhé mọi người nhé này ví dụ dùng đấy là cứ thỉnh thoảng nó cứ bị hiện nên đấy mở trong đây chúng ta sẽ không nhìn thấy là là cái ứng dụng đó là quảng cáo do cái ứng dụng nào nhé mọi người nhé Đây đó ví dụ như hình như vừa nãy thì uh, mình nghĩ là ở cái kiểu những cái ứng dụng bingo này này hoặc là những cái ứng dụng là quét rác ở trên cái điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé đó thì chúng ta sẽ vào cái phần uh, cài đặt đây rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái phần thông báo cho mình, thông báo nhé. Đó và chúng ta sẽ xem cái ứng dụng là vừa nãy là ứng dụng nào là mới hiện quảng cáo cho chúng ta nhé mọi người nhé. Đó thì đây này, nó hiện lên ngay là cái bigo này này là cái ứng dụng vừa mới hiện ở trên cái điện thoại của mình đầu tiên đấy mọi người nhé. Rồi mình sẽ tắt cái ứng dụng bigo này này đi nó tắt như này thì ngay lập tức lúc này là chúng ta sẽ không cần phải gỡ ứng dụng này và những cái thông báo mà nó gây khó chịu như vậy thì nó sẽ không hiện lên ở trên cái điện thoại của chúng ta nữa nhé mọi người nhé ví dụ như những cái thông báo mà những cái ứng dụng nào mà không quan trọng ấy đây ví dụ mình ấn vào cái phần nhiều hơn này đó nó sẽ ra tất cả những cái ứng dụng mà trên điện thoại của chúng ta ví dụ như chúng ta muốn nhận cái thông báo từ những ứng dụng nào thì chúng ta để còn những cái ứng dụng nào mà chúng ta không muốn nhận thì chúng ta tắt đi nhé ví dụ như những cái game này này cái game này mình cũng không muốn nhận này hoặc là cái pi này mình cũng không muốn nhận thì mình tắt đi là ok này đó cái simeji này mình cũng không muốn nhận thông báo bởi những cái thông báo nó không quan trọng đấy mọi người đó thì chúng ta chỉ cần tắt nó đi thôi thì lúc này là cái điện thoại của chúng ta nó sẽ không bị hiện những cái quảng cáo rác nữa nha mọi người nhé đó thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và ích cho mình một like và đăng ký và chia sẻ video giúp mình còn bên mình, mình xin khép lại cái video tại đây xin chào tất cả mọi người nhé